thứ hai tuần 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời? Người bảo kẻ ấy rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn. Người ấy hỏi rằng: Những giới răn nào? Chúa Giêsu đáp: Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình. Người thanh niên thưa lại rằng: Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu. Vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo ta. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp. Suy niệm: Một trong những điều kiện để được sống đời đời là thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ chính là nhân cách căn bản nhất của một con người và cũng là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Nhiều người trẻ ngày nay đặt giá trị tiền bạc lên trên cả lòng thảo hiếu. Đó là điều sai lầm khởi đầu cho những lầm lạc tiếp nối. Của cải không thể mang lại hạnh phúc đích thực, không thể mang lại sự sống đời đời cho con người. Chỉ có những ai tin vào Chúa và dám sống như Người mới có được hạnh phúc đích thực và sự sống đời đời mà thôi. Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết sống hiếu thảo trong gia đình với ông bà cha mẹ chúng con.